chào bạn bạn đang nghe audio chuyên mục bài thuốc dân gian trên website mạng y tế vn bài thuốc giúp chị em bớt bốc hỏa bốc hỏa là một trong những triệu chứng phổ biến và ảnh hưởng thường xuyên nhất đến người phụ nữ khi trải qua thời kỳ mãn kinh hãy đến với chuyên mục sức khỏe của eva để tìm hiểu những bí quyết ăn ngon ăn chuẩn tham khảo những bệnh thường gặp trong cuộc sống bệnh vùng kín của chị em và những bài thuốc hay rất hữu hiệu cho mẹ và bé chị em thường có cảm giác nóng bừng lăn khắp cơ thể, chủ yếu ở vùng đầu, cổ và ngực gây khó chịu, mệt mỏi, tim đập nhanh, mồ hôi vã ra nhiều và da đỏ bừng, giấc ngủ chập chờn ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Thủ phạm gây những khó chịu này cho chị em là sự suy giảm nột tiết tố nữ estrogen ở phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh gây ra rối loạn vận mạch và có những cơn nóng bừng, bốc hỏa. Để khắc phục chứng này, Đông y có nhiều bài thuốc khá hữu hiệu, xin giới thiệu để chị em tham khảo áp dụng. Chị em có những cơn bốc hỏa bừng bừng, lồng ngực bức bách, rối loạn giấc ngủ, mồ hôi toát ra từng cơn, đau nhức, chân tay dùng một trong các bài. Bài 1. Bán hạ 10g, hậu phát 10g, bạch biển đậu 16g, cắt căn 16g. Mẫu lệ 16 g tâm sen 10 g lạc tiên 12 g hoàng kỳ 12 g đương quy 12 g bạch thược 10 g cỏ xước 16 g Sắc uống ngày 1 thăng chia 3 lần. Bài 2, huyết đằng 10 g hà thủ ô 16 g đương quy 12 g thục địa 12 g hắc táo nhân 16 g lá dâu 18 g ngưu tất 12 g bán hạ 10 g Trạch tả 12 gam, hậu phác 10 g hoài sơn 12 g sơn thù 10 gam, đan bì 10 g cam thảo 12 g sinh khương 3 g Sắc uống ngày một thang. Chị em có những cơn bốc hỏa kèm theo rối loạn kinh nguyệt. Đau nhức xương, giấc ngủ chập chờn dùng bài. Phòng sâm 16 gam, bạch linh 12 g bạch chuột 16 g hoàng kỳ 12 g chích cam thảo 10 g đương quy 12 g Trạch lan 16 g Hà thủ ô 16 g Tê huyết đằng 12 g Tăng diệp 20 g Liên kiều 12 g Nam tục đoạn 16 g Ngũ gia bì 16 g Lạc tiên 18 g Hạt muồng sao đen 16 g Sắc uống ngày 1 thăng chia 3 lần Đương quy chị em có cơn bốc hỏa bất chợt Kèm khó thở Lồng ngực bức bách Đau đầu Kinh nguyệt bế tắc Bụng dưới căng đầy đau tức ra mặt nhiều mụn chân tay nặng nề, tinh thần uể oải, dễ bị kích động dùng bài. tê huyết đằng 16 g hồng hoa 10 g tô mục 16 g trạch lan 16 g thảo quả 6 g thiên niên kiện 10 g ngũ gia bì 16 g ngư tất 12 g đinh lăng 16 g hắc táo nhân 16 g lạc tiên 16 g bán hạ 8 g hậu phát 10 g cắt cánh 10 g xương bồ 14 g sắc uống ngày một thăng chiêu ba lần uống ấm trong bài bán hạ hậu phát đưa khí đi xuống hồng hoa tô mục hoạt huyết làm tan huyết tụ thảo quả thiên niên kiện và ngũ gia bì thông dương khí khai thông ếch tắc lạc tiên táo nhân an thần dưỡng tâm đinh lăng bổ tỷ thông tiểu xương bồ thông kinh hoạt lạc giảm đau an thần các vị hợp lại giúp giảm bớt cơn bốc hỏa làm thư thái thần kinh da rẻ mịn màng theo eva vn nội dung bài viết đến đây là kết thúc mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế để theo dõi thêm những audio tiếp theo hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích chúc bạn luôn mạnh khỏe